Ngay bây giờ xin mời gia đình số 1, đó chính là cậu Minh Tuấn, sẽ đưa ra từ khóa về cháu trai của mình. Chỉ một từ là 9. 9 là 9 nha, không phải là sống hả? Có thể là số 9 nha, cũng có thể là 9 nữa nha. 9 trắng. À, 9 ở đây là 9 trắng và chững chạc. Thấy chưa? À, 9 trắng là cũng có thể là do Mạnh Tú đã mất đi một người thân quá sớm, là ba nên tự lập rất là cao, nên đến cái tuổi 33 này chỉ cần kiếm được một người xứng đáng phù hợp với lại Tú là sẽ đem đến cái hạnh phúc cho người đó rất là lớn. Cho hỏi là cháu của anh là chín chắn rồi, nhưng mà có sự nghiệp chưa ạ? Bây giờ sự nghiệp thì cũng ổn định rồi. Nói chung là Mạnh Tú là tự lập từ nhỏ, học xong là ra trường và làm 10 năm giờ cũng phải có kết quả rồi ạ. Dạ, làm gì ạ? Dạ, làm bên phòng kỹ thuật của một công ty nước ngoài. Wow. Với những công ty nước ngoài á, mà công việc nghiêng về kỹ thuật á, thì là kỹ sư. Cháu của cậu cũng là kỹ sư phải không ạ? Dạ đúng rồi. Đó, mà kỹ sư mà làm công ty tập đoàn nước ngoài thì thường cái lương khá là cao đấy ạ. Lương cao thì cũng chấp nhận được, nhưng mà con của tôi thì nó theo bên nghệ thuật. Liệu là cháu của anh có thích một người như vậy hay không? Dạ, cũng thưa với bên nhà gái là cháu là đam mê ca hát từ nhỏ và cũng đi thi vài cuộc thi, cũng đã có nhiều thành tích lớn cao rồi. Cũng đã thấy những chương trình ca nhạc là đã có giải, cũng nằm trong top 3 rồi. Nên nói về nghệ thuật thì chắc là hai người này có thể là hợp nhau lắm. Khá là thú vị ha. Tại vì vừa làm kỹ sư mình tưởng là cứng nhắc lắm đúng không? Đúng. Ai rồi. Về mà hát mà cũng có giải thưởng này nọ nữa. Em thích như vậy không? Dạ, em nghe em cũng thích. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với gia đình số 2. Đó là mẹ Bùi Thị Hằng và con trai Đinh Quốc Cường. Không biết là gia đình mình có một cái từ khóa nào đặc biệt hoặc là ấn tượng để mà nói về con trai của mình không ạ? Lấy tên lấy biệt hiệu là Nở. 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 Nở là có nghĩa là đôi vai nở mà vững nở. Chắc để giữ một gia đình vững chắc. Dạ. Yeah. Dạ. Vậy cô nói vậy thì con đang tò mò không biết là chiều cao con của mình bao nhiêu? Em nó cao 1m76. Wow. À, năm nay 34 tuổi. À, lớn hơn bên kia 1 tuổi. Không biết là công việc của anh là đang làm gì vậy? Em làm Photoshop. Trước thì làm trong công ty của Nhật á. Bây giờ em về thì làm tự do. Bây giờ tối đến thì dù có chương trình thì em đi hát theo, hát thêm á. Đi hát nữa hả cô hả? Wow. Trời ơi, sao ngày hôm nay toàn là đối thủ cạnh tranh nhau không ạ? Vậy mà bạn nhiêu ký ạ? Nặng lắm, hồi trước thì tới 80 mấy ký á. Dạ, còn bây giờ thì chưa cân, không biết là vẫn còn to cao. Nhưng bây giờ là so với hồi trước là nó đã giảm hay là tăng hả? Chắc nó giảm đi chừng ký 2 ký thôi. Giờ thì em đã hiểu tại sao cô dùng từ nở. Chào chị cho em hỏi là cháu nó tại sao đến giờ vẫn chưa có vợ? Dạ, cháu hồi trước cháu cũng có quen một bạn gái, nhưng mà đến khi rồi không biết sao là giống như là tình yêu chưa đủ lớn rồi cháu nó chia tay. Là có một mối tình thôi hả cô hả? Một mối tình xong này về sau này cũng có quen một người trong công ty á. Yeah. Nhưng mà thời gian ngắn thôi là thấy bé đó nó không đến nó thôi. Rồi mình cũng không hỏi. Theo chị á là sống tới cái từng tuổi này rồi mà hai mối tình mà cà lơ phất phơ như vậy thì liệu có thương con tôi được hay không? Thương chứ chị, trời ơi, cháu lớn thằng con trai lớn đấy, vợ mà cưng lắm, cưng dâu lắm luôn á, chẳng phải làm gì. Cưng lắm. Sao chị khẳng định là sẽ thương? Chị là mẹ thôi chứ làm sao chị biết được. Con dâu lớn rồi. Em có con dâu rồi. Dâu lớn khác. Bây giờ là con chị sau này là khác rồi, còn bên em sao là khác? Không, tại vì em hứa với lương tâm của em là con dâu cũng như con gái, tại vì nó đã bỏ cha bỏ mẹ nó về với mình thì mình phải thương nó. Theo như em là em chỉ cần là con mình nó hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi. Yeah. Chứ mình không cần là mình hạnh phúc với con mình. Mình chỉ cần con mình nó hạnh phúc với vợ nó thôi. Trời ơi. Ở đâu mà có một bà mẹ chồng như vậy luôn trời. Thiệt tình luôn á, lần đầu tiên luôn á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với gia đình số 3. Xin mời gia đình của anh đạo diễn Hồng Phú Vinh. Tôi chỉ chọn một từ cho cháu tôi là từ điệu thôi. Điệu. Điệu. Hả? Điệu. Nam mà điệu. À dạ, tự nhiên nghe xong muốn sang chấn tâm lý. Ủa, anh Vinh ơi, tại sao mình lại dùng điệu. Từ điệu à? Cái từ điệu nó sẽ rộng lắm. Và nó sẽ thắc mắc của mọi người và cả người lớn tuổi hay trẻ tuổi luôn. Bởi vì trong cuộc đời, cuộc sống á, chắc chắn
ai cũng phải có một cái sự điệu, nhưng là cái điệu á nó khác cái điệu đàn và khác cái điệu đà. À à, điệu đàn, điệu đàn á thì chắc chắn người nữ không bao giờ chọn người đàn ông điệu đàn đâu. Dạ. Yeah. Còn điệu đà thì có thể cái từ điệu đà nó có thể ga lăng, có thể che chở, có thể mọi thứ, nhưng mà cái lớn nhất của cái từ điệu là gì, là cái sành điệu và cái đồng điệu. À, à, yeah. Ghê chưa, ghê chưa. Suy nghĩ của một đạo diễn khác. Bởi vì họ chưa lấy nhau, trẻ chưa có lấy nhau, làm sao biết được sành điệu hay đồng điệu. Rồi sẽ thắc mắc, như em thắc mắc, người này thắc mắc, người kia thắc mắc. Yeah. Thì cuối cùng là có lấy nhau hay sau này có tha thứ hay có gây lộn hay có làm gì nữa thì cũng phải hai từ đồng điệu là nó sẽ ở với nhau suốt đời thôi. Chính xác. Đồng ý. Dạ, đồng ý ạ. Đồng ý với anh. Cái đồng điệu là quan trọng. Nhiều khi á, trong một mối quan hệ giữa hai người á, họ sẽ có những cái tính nó trái khuấy nhau hoàn toàn, nhưng chính nhờ cái sự đồng điệu giữa cả hai á, một người này nhượng chút, người kia nhượng chút, chắc chắn thì họ mới đồng điệu, họ kết hợp lại với nhau được. Và cái từ này đúng là cái từ khóa để cho hai người xa lạ về chung một nhà, chắc chắn thôi. Có một cái chi tiết nào hay một cái ví dụ nào để cho thấy rằng cháu của anh Vinh luôn luôn tìm kiếm cái sự đồng điệu từ cái người bạn mình tìm hiểu không anh? Nó đơn giản thôi, là khi mà hai cháu nào đó như cháu mình tìm hiểu một cô gái nào đó thì cái đồng điệu là gì? Bây giờ cái người bạn gái của cháu mình đi, lại thích đi xem phim, là thích đi coi ca nhạc, thích đi game show. Dạ. Yeah. Thì người đàn ông không bao giờ từ chối cái sở thích của người phụ nữ liền. Ừ. Mặc dù mình không thích. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mình sẽ tìm hiểu và hỏi ngỏ là tại sao em thích cái lý do, thì cái người bạn gái mình sẽ giải thích tại sao thích cái đó. Thì khi cái đó mình suy nghĩ lại, bạn gái thích cái đó có cái lý do là vì mình cũng là con người nghệ thuật, cháu mình cũng là con người nghệ thuật, thì khi mình đã làm nghệ thuật thì cái lòng nó phải rộng hơn. Nhưng mà không phải nói như bạn cháu gái nãy là mở lòng, làm sao biết lúc nào là mở lòng, đôi khi mình không tìm hiểu người ta. Dạ. Mà muốn vậy á, cháu nó bị cấm sừng hai lần thì cái người đàn ông đó phải tìm hiểu tại sao bị cấm sừng và gỡ được hai cái sừng nó đem về cho nó đồng điệu lại, hai cái sừng đến với nhau lại được. Hay quá, hay quá. Mình đừng bao giờ lắc đầu và từ chối khi mà người bạn gái mình muốn tìm hiểu, mà người ta có đề nghị gì mình từ chối liền thì cái đó không phải là người đàn ông. Vâng, bạn mình. À, xin chào anh. Thật là đạo diễn này có những cái suy nghĩ phong phú, nhưng mà anh cho tôi hỏi vì sao anh đặt cho cháu mình một cái từ điệu như vậy? Thật ra thì cháu nó thì nghiêng về nghệ thuật, là nó có về thiết kế thời trang. Cháu nó rất là sành điệu, sành điệu về cái phối đồ. Dạ. Dạ. Chỉ sành điệu. Và cái hai người đàn ông điệu là gì? Điệu không phải là sổ sàng. Điệu là cái ngắm người phụ nữ. Dạ, chính xác. Và chín chắn đã rồi muốn tìm hiểu người nữ đó thì mình phải có ít nhất một thời gian mình biết rằng người đó ít nhất là có những cái gì để mình chuẩn bị tới tiến tới. Dạ. Và để tìm hiểu làm quen thì chắc chắn cháu tôi nó có việc đó. Công việc của cháu có ổn định không anh? Dạ thì hiện nay là cũng thưa với là công việc cháu thì rất là ổn định. Tại vì ngoài cái chuyện là cháu làm trên thiết kế thời trang thì cháu vừa tôi cũng vừa gửi vào cho cháu đi theo con đường nữa là theo cái lớp người mẫu của Xuân Lan đó. Ồ, dạ. Người mẫu nha. Dạ. Rồi, đó là từ khóa của gia đình số 3. Còn một từ khóa hấp dẫn nữa đang chờ đợi phía sau, đến từ gia đình của mẹ Phương. Mẹ Phương ơi, từ khóa mẹ chọn cho con trai mẹ là gì ạ? À, từ khóa của con trai mình là xào. 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 Xào, xào. Tại sao mẹ lại dùng từ xào ạ? À, như vậy nè, con trai mình nó trong ngành nấu nướng á. À, đi bữa, yeah. Yeah. Nói chung con trai mình nó rất giỏi. Về món xào là ngon đặc biệt. Dạ. Yeah. Mà cô ơi, không biết là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? 21 tuổi. À, năm nay là 21 tuổi. Vậy là từ khi nào thì con của cô bắt đầu là vào bếp và nấu ăn cho cô ạ? À? À, cháu nó hả? Lúc đó thì mình nhớ là lúc đó mới có mấy tuổi đã đòi làm nấu bếp rồi đó. Rồi bắt đầu cháu tự nhiên cháu có cái thích nghi lên về bếp núc này kia, rồi đi học nấu ăn rồi vô bếp. Giờ cháu đang là nấu nhà hàng. Wow. À, chào chị. Chào chị. À, cháu nó có năng khiếu chắc từ lúc nhỏ hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi cháu nó có đi học văn hóa hay là gì không, hay là về học vấn của cháu? Cháu học tới lớp 11 rồi cháu nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra cháu xin ba mẹ ra ngoài để tự lập. Thật ra sự học là việc cả đời, nhưng quan trọng là gia đình nhà gái có quan trọng bằng cấp không? À, có chứ, nếu như bây giờ mà cháu nó có muốn đi tiếp tục đi học nữa không chị?
cái vấn đề mà học thì là nó đang nói là chắc con phải đi học tiếp để con tiến tới tương lai của con nhiều hơn á, thì nó có bằng này kia thì nó sẽ phát triển nhiều hơn. Thưa quý vị, cũng gia đình sẽ tóm lại người nửa cân, ai cũng có những cái thông tin hết sức là gần gũi và xác thực dành cho con trai của mình để Hồng chiếm cảm tình từ gia đình nhà gái. Nhưng giờ phút quyết định cũng đã đến. Gia đình nhà gái thân mến, hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị buộc phải lựa chọn dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1 của Cho Phép Được Yêu là gia đình số mấy ạ? Gia đình chúng tôi xin chia tay với gia đình số 4 ạ. Gia đình số 4. Sao vậy cô? Tại vì cháu với lại con tôi á là hai đứa nó không có sự hòa hợp. Hơn nữa là cái trình độ của cháu á là nó không bằng con tôi, với lại cái nghề nghiệp nữa, hai đứa nó sẽ không có đồng điệu với nhau, rồi về sống chung á thì sẽ có mâu thuẫn xảy ra. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón em Minh Thuận là con của mẹ Ninh Phương xuất hiện tại sân khấu để xem gia đình nhà gái có hối tiếc hay không. Chào đón Ninh Thuận. Mình có cái cảm nghĩ gì về những cái quan điểm nhà gái đưa ra vì cái trình độ học vấn mà không có chọn mình, do là mình làm công việc bếp mà cũng không có chọn mình? Dạ, em nghĩ là cũng không sao hết. Tại là vì bây giờ là mỗi người một cái lựa chọn riêng của mình mà. Dạ. Quan trọng là ở đây nấu ăn rất là ngon. Dạ. Chắc là do bên đây làm nghệ thuật giữ dáng cho nên cũng không có quan tâm chuyện ăn nhiều. Dạ. Mẹ ơi, thôi thì bây giờ mà nhà gái cũng không có chọn mình cũng không có sao. Không có duyên này thì mình còn có duyên khác. Mẹ rất tự hào là con có một cái bản lĩnh. Khi con biết ra đời mà biết giúp đỡ gia đình, biết lo lắng cho gia đình và người chung quanh, thì mẹ rất mừng là con trai mẹ đã trưởng thành. Thì ngày hôm nay đi tìm một nửa cho con trai đó. Không được thì sẽ có dịp khác thôi. Con trai mẹ sẽ tìm được nữa thôi. Rồi mẹ nói vậy có hứa với mẹ tìm được cô nào đem về cho mẹ không? Dạ, thực ra là nếu mà mẹ nói vậy thì em nghĩ là có khả năng là dư đó. Dư luôn hả? Dạ, dạ. Là tìm được 2-3 cô về cùng lúc. Dạ đúng rồi. Lúc mà chọn một thôi con. Tại thực ra là nếu mà quen ai đó thì rất là dễ, nhưng mà để đi đến một cái con đường với nhau rất là khó. Ôi ơi, ghê chưa? Thưa quý vị, thật ra đầu bếp đang là một trong những cái công việc mà hiện nay trên toàn thế giới đang rất là được ưa chuộng, thậm chí nó trở thành một cái kỹ nghiệp. Chứ nó không chỉ đơn giản là một cái loại hình nấu nướng thông thường như là cách mà chúng ta làm trong bếp đâu. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ, nếu mà quý vị thích những món ăn ngon, thích một chàng rể có nhiều cái tố chất như là kỹ lưỡng, trang trí đẹp mắt, rồi tươm tất đâu ra đó, thì đây cũng là một cái công việc mà chúng ta nên tham khảo cho con gái nhà mình nha. Thôi bây giờ chúng ta một tràng vỗ tay để chào mẹ Phương và chào em Thuận. Phải lựa chọn làm sao đây, yeah. Sao khó qua đi, con gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!